Đó. Em Thuận từ bên hàng salon ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào toàn thể quý chị quý anh nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái mẫu báo giá nhanh về các mẫu xe mà bên em đang bày bán, chào bán thì ra đến quý chị quý anh. Mọi người quan tâm về mẫu xe nào thì có thể để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc là liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại 0912669955 của anh Tuấn, hoặc là qua trực tiếp ở địa chỉ 79 Trần Thái Tông nhé, và em Thuận để giao dịch. Đầu tiên một chiếc Toyota Sienna phiên bản XLE xuất Mỹ. Đấy, sản xuất năm 2013, màu đen ở thân lâu, mới chỉ lăn bánh có 6 vạn km thôi, rất ít. Và bên em đang bán đến quý chị quý khách hàng với mức giá là 1.680 triệu đồng ạ, 1.680 triệu đồng nhá. HSE 25 thì xe này bán rồi, đang chào giao rồi ạ. Discovery Sport HSE, sản xuất năm 2017 ạ, lăn bánh 4 vạn km, màu đen, nội thất nâu. Đó. Bên em đang bán và giao dịch đến quý chị quý khách hàng với mức giá là 1.999 triệu đồng. Lexus RX 350 ạ. 350 sản xuất năm 2017 đã lên full ngoại thất của chiếc 350 model 2021. Hoàn toàn là tất cả là đèn pha này, mặt cá lăng này, đó, cản trước này, đấy, và la răng, đồng thời là phía sau nữa nhá. Chiếc xe này mới chỉ lăn bánh có 5 vạn km thôi. Hiện tại thì đang bán đến quý chị khách hàng giá 3.280 triệu đồng nhá. Đấy, rất tuyệt vời. Một chiếc Honda Civic, bản G, sản xuất năm 2018, lăn bánh 4 vạn km, đấy, màu đỏ là tóc đen, đang được bán quý anh chị quý hàng với giá là 695 triệu đồng ạ. Porsche Macan 2015 lên form của model 2021. Đấy, hai chiếc này đều là 2015, đều lên form 2021, toàn bộ la răng này, cản trước sau và đèn pha nhá. Đó. Thì chiếc này là chiếc màu trắng, nội thất đen, lăn bánh 59.000 km, đang bán đến quý anh chị quý khách hàng với mức giá là 2.580 triệu đồng. Còn chiếc này là màu trắng, nội thất kem, kem nâu đấy ạ, đang bán đến quý anh chị quý khách hàng với mức giá là 2.680 triệu đồng. Chiếc này thì lăn bánh được 61.000 km nhá. Một chiếc BMW 730 Li 2011 ạ, 1.130 triệu đồng, lăn bánh 5 vạn mai nhá. Đấy, trên đây là báo giá những cái mẫu xe mà bên em đang bán và giao dịch đến quý anh chị quý khách hàng. Quý anh chị quý khách hàng quan tâm và có nhu cầu thì liên hệ với bên em theo số điện thoại 0912669955 ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.